Xin chào mọi người. Nay mình với anh Tường với anh Gan đi qua bãi cũ lại, bãi dòng đó là bãi đá. Là mình đi qua phía bên đây. Bãi đá là bãi mình dắt anh Tăng đi chơi đó. Mà nhưng mà mình đi qua tuốt phía bên đây nè. Là bãi đá là bằng phẳng à, mà bên đây hơi sóng. Mùa này mặt bên đây nó sóng hơn các bạn ơi. Nhưng mà tại mình đi trải nghiệm cho biết luôn. Đi đây nè, đúng không? Bên đây là ít gác rồi, đá thôi, đá bằng thôi. Ba anh em thôi. Ba anh em vui là chính. Chắc hôm nay thất thu rồi. Phải nước đục, nước sóng nước đục. Mình ra mà đó mình kiếm mớ ấy trước rồi. Rồi gì cho nó hỏi. Ốc hả? Rồi giờ đánh mình đánh như lớn. Vậy ở đâu? Qua bên chỗ các bãi bên đó đó. Bãi đặng đó, đặng các bãi rồi. Bãi cho chứ thiện hả? Ừ. Có tên. Cái bên nè, đi đó gần nó được mấy chục mét nữa nhiêu. Lội gần cây rưỡi số à, tới rồi. Nghe anh từ đó có cây rưỡi số à. Các bạn thấy không, biển hơi sóng mà sóng bờ. Nước đục rồi đó, chắc lặn khó có đồ ăn rồi đó. Cải đi chơi vui chính à. Chắc anh em mấy anh em lặn trước. Lặn trước đi ha, tính sao rồi ha. Ừ, lặn trước đi. Ra bắt ốc rồi. Nãy đi qua bãi đá bển là sống quá trời. Bắt ốc thôi giờ. Mấy anh em nè, ba anh em nè. Chạy qua mũi dương cho anh Gàng với anh Tường văn lưới các bạn. Đây mình quay cảnh văn lưới cho mình. Đây mình gác kiếm, mình chỉ quay thôi. Chỉ cho anh Tường với anh Gàng văn. Mới văn mình chỉ được có mấy con à. Được có hai cái bự à, hai ba cái bự à. Mình có thấy chả nhỏ mà. Đứng em mới tới đầu gói. Ra biển thì im gom, im ru và rù. Chuyện cuộc có một cái bao nhiêu? Hai bên, cuộc hai bên đó. Đó nè. Tường với thằng Gàng đang xải thằng lưới rồi nè. Đây em giữ thục chưa? Bên đây anh Gàng. Tường với thằng Gàng đi hình chữ sơ vô á, xong rồi đi hình sân ốc vô rồi từ đi rồi từ thôi. Rồi sao cái mắt mới đâu chiều cho mắt hình trời. Tháo ra không? Từ từ, nó có buộc sợi dây đó Gàng. Đây nè, đầu đây nè, cái dây đen á, cái dây này dây đầu nè. Thấy không? Nè, tháo cái mắt này ra. Chưa, phải cầm cái này nè, cầm cái này buông cái tay ra đi. Đó, lòn vô cái lỗ tay đó, lòn vô cái lỗ dây á. Rồi, lòn qua bên kia thôi. Rồi, biết chưa? Lòn vô, rồi cầm ra lưới xả từ từ ra. Nó treo lưới như vậy, lưới bao là lưới lỗ nhỏ. Dính cái giỏi, cái đục này thôi. Cá bự thì nó cũng nằm trong đó thôi, mà nó không có đóng được đâu. Đóng nó đóng dính mỏ không à. Mấy cá nó bự nó không đóng được. Cái ghìa là thôi, khỏi nói luôn. Rồi sao rồi đi, nào trước. Cá này trước cái gì? Đi ra đi, cá bên kinh tượng, kinh tượng. Chưa, coi nè, coi chừng dính trì. Dính trì kìa, dính trì kìa. Rồi còn dính cá đây kìa. Rồi dính con cá rồi, mình gỡ kìa. Gỡ vô trong đi. Rồi à, bao vậy đó các bạn. Bao vô hình chữ sơ á, xong rồi đi vô hình sắn ốc á, là cá nằm ở trong cái gọng đó không à. À, nó không có chạy ra ngoài được. Có cá nó phóng ra được nha. Có cá nó thấy lưới thì nó phóng ra mặt nước, nó bay ra được. Đang ba vô nè. Chà. Cái này cho mình với Tường đánh cái gàng nó đi gần quá, nó bao thành nhỏ quá. Ta lưới này là 100 mét nè. Cái này gần thế quen lắm không? Tới đầu gối à. Đó, chính rồi đó. Đấy, để gỡ đi, gỡ đi. Đó mình đang ở trong cái tùng. Mình đang ở trong tùng rồi các bạn. Được cái đó, gỡ ra bên kia rồi. Từ từ đi, cứ gỡ đi, gỡ từ từ đi. Anh đẩy gì nha. Nó ở trong đây rồi, gỡ đi, nó trong đây rồi nè. Không cần buộc nó anh Tường, khỏi cần buộc, nó không chạy ra được đâu. Đừng có cần buộc nó gói đó. Buộc mày vô đây hả? Đó mình bao đóng cái tùng này nè các bạn. Là nó đang trong tùng này nè, nó không có ra được. Khi nào nó nhảy ra được mới ra thôi. Là nó trong tùng hết. Như nó ra đó các bạn ơi. Thấy không? Thấy rồi. Lại đi, lại xíu đi. Xíu rồi. Nó ghê quá. Đâu đây nè. Cái gì ta? Đó kìa. Cái đổi nè. Trời ơi, nằm đó đi. Ô nằm đó. Đây nè. Én hay đói gì đó. Én con, cái én con. Cái này bậy lắm. Không đó, cái này nhỏ này đi đây nè. Đó. Én con. Nó đóng trong tùng rồi không mà nó không đi ra được. Đi vòng vòng mà gỡ thôi. Chút đóng lại cái hình sắn ốc đó các bạn.
là nó tự đóng rồi, chứ nó không có đi ra được đâu. Rồi con cá em bị xả vô. Rồi. Cái đói rồi. Cái đói. Cái đói. Đừng dở không? Mày cái đói trong rồi đó. Nè bỏ vô lưới luôn nè Gan, bỏ trong đây nè Gan. Không, em đâu dở vô nè. Kiếm đâu được kiếm ơi. Cái này lặn ở ngoài mới được. Đi trong đục. Đi anh đi từ đi ở trong á cho nó đóng vô. Không sao đâu. Cái cá này đâu sao đâu à, nó đóng vô mà. Nè thằng Gan lấy không? Lấy cái lặn không? Cái lượng nào lấy. Cái này là cái đói. Mặt mé luôn anh ơi. Mé cái đói trong phải không? Giết lắm rồi. Mé luôn các bạn ơi. Chát một rồi xong rồi rồi đó. Phủ phê luôn rồi đó. Đóng con cá. Chát là đánh nãy giờ nữa. Cũng vừa vừa. Trời ơi nó bự kìa. Trời. Trời ơi này nó cá đóng nè. Không nó chín ngay hơi mà. Dính cái mỏ luôn mà. Biết sao không này mình đang bao rồi mà bây giờ mới kêu anh Tường với thằng Gàn á đi từ từ rồi từ vô bắt vừa kéo rồi từ vô á nó vô luôn ghê ghê nè cái dính cái ghê nè nghe kêu chưa hát vô vậy đại đi. Để em gỡ hết này cái. Mấy cái dưới đây nè. Đưa nó ra nè. Không phải cái này có gì đó. Trong ăn cá lụ. Cá lụ. Không cá ở đây, ra chỉ cho. Không biết cái gì chỉ cho. Đây nó đông luôn nè, trời ơi. Trời ơi, đây nè, một dãy nữa luôn nè. Trời ơi, ở dưới cưng nữa nè, cưng đạp nữa nè, quá trời nè. Trời ơi, biết gì không? Chốc đếm. Đếm quá trời nè, các bạn thấy con cá đóng không? Đếm, đếm con nhỏ quá trời nè. Đúng rồi. Đó, con gẹm với cái gì? Cá không căng nữa, không căng. Thôi đánh mé được rồi đừng đánh cái gì ơi. Dạ. Nhiều quá rồi ăn không hết đâu. Còn con bự gì nữa. Được anh Tường ơi, đánh mé được rồi, đừng đánh nữa. Nhiều quá mình ăn không hết đâu. Dính cá này cũng ham nữa các bạn. Cái đục kìa, dính đừng có đục kìa các bạn, cái đục nữa kìa. Thằng quả luôn cái đục. Đánh cá liền nè. Nó lấy cái tiền thả ra nha. Nó lù quá. Trời ơi. Nè cái nhỏ nhỏ. Cá mà nhỏ nhỏ đâu mà nó chở cái này nó dài dài chứ. Tiêu lắm rồi trời. Căng này với cái gì nè, cái ghìa đó kìa, hắt cái ghìa ra ngoài đây, với cái lụng. Để giúp lên, cái dính lên, nó nhỏ lên dính cái luôn rồi, cài đi gỡ, cái mấy cái bự nè. Cái cái bự chứ. Cái dính lên một tay rồi. Cái gì? Nhỏ lên cái anh Tường. Rồi, chứ cái giờ luôn hả? Có gì vậy? Trời ơi, trời luôn kìa. Chưa, từ để anh quay coi. Trời ơi, trời. Đâu Gàn gỡ lên coi Gàn. Trời ơi, trong một vài cá rồi các bạn ơi. Đây nè. Quay lại cái cá đi, cá đi. Cá vô. Vô đây, đó. 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 Cá gì đó. Cá gì đầy đủ cá luôn. Đó, nguyên một bầy cá ghìa luôn. Cái gì con. Đang gỡ lưới. Gỡ lưới gỡ cá. Cái này nhỏ. Ê, sao được không có đói đó kìa. Dính nãy giờ anh quên gỡ nó ra quá anh Tường. Ủa nếu mà đảo nãy giờ mình cũng thấy á. Chắc mới vô dính. Cắm khá nhiều. Cái này là cá ông căng. Cá mất mẻo. Mình cái nước mắm mình sẽ khô quẹt.
không có đường hết thịt thôi nha. Có hai người đang xả cái lưới. Xả cũng đi rồi anh lấy đó kìa. Cái kìa. Sao đúng rồi. Sao? Sao biển nữa? Sao biển? Sao biển nào ra? Phải sao này, lỗi sao gì á? Con này nó ghê quá ha. Nó mới cái bầy nó bán được con ốc bự vậy. Con này nằm trong ăn thấy nó ngốc cho mà. Cái lưới càng gì. Nó lẫy hết ngoài. Đâu sao là năm cấm rồi đó không? Ngoe đó, ừ nằm cái ngoe. Nằm luôn hả? Gàng ra quấy này nè Gàng ơi. Chớp bộ cũng mất quay rồi. Ủa không biết tao gì luôn. Gàng mày quay đó chưa rã con thành quả nè. À thôi giỏi là ngon nhất nè, thả đi cho nha. Giỏi nè, đây cái giỏi nè, đây là cái đói nè, cái đói bự bự. Thôi xin lỗi, xin lỗi rồi nha, tao lỡ mà anh ta cái liệt à, cá này là cá giống cá ông căng đó ta, nó giống giống mà cá ông căng nó mới cái giờ sọc đen mà sau này nó sọc vàng cái cá ông căng này có ghìa các bạn này cũng bắt sợ cái này sảnh chích đó. Đếm mình thấy được một con cá đục luôn ha. Để em giới em cũng dám mò cá đục nữa anh Tường. Sợ cái gì nó chích. Nguyên bầy cái đó là đi nhiều các bạn. Cái đó thường đi bầy 20-30 con dính bầy nhỏ. Khóng khá. Cũng khóng khá rồi mình dính cái này vô. Dính cái thùng này vô. Dính nhiều quá. Đang khô quạt nữa mà. Gỡ chỉ có ghìa giữ đồ mé đó. Chút ăn nó cũng coi chừng xương đó nha anh Tường. Nó ghìa nó có xương không, có trứng mình ăn không sao. Vậy. Không, ăn rồi, trứng xương đâu ăn không. Thì nữa. Được rồi, tại anh bỏ cái ghìa vô đây nè, hồi đem bây giờ tai hại. Cái lùi gì vậy? Cái bạch đem để nướng. Trường cái bự ra thôi. Trường cái bự ra thôi, cái bự rồi để nướng. Đó, khô quạt. Ừ. Bỏ chứ bằng khô quạt. Mía. Đây. Này tép nữa nha. À con cá cơm nữa các bạn. Cá cơm là cá cơm mình nước cá cơm mình làm nước mắm nè. Phú Quốc mình làm cá cơm nước mắm mình làm cái này nè. Mình cũng biết nữa, này cá cơm cái gì. Hòa luôn. Hòa lửa này mình nướng ốc chứ anh Tường. Không có thang mà hành nướng cá. Đâu hàng tép đâu. Vô chi đó kìa. Bỏ bọc. Để giống thùng đi. Bỏ bọc đi, bỏ bọc. Rồi xong cái rồi tàn cuộc cái đổ nước cơm đổ vô cái mọc. Rồi bỏ bọc đi. Rồi bóc cá bụng đụng với nó đó. Hàng tép đâu? Kìa. Có hàng tép nữa. Hàng tép nằm trong cái con đó đó. Em không biết làm đâu. Đi sơ qua cái này chính anh. Ừ. Đó, làm đang. Cô quẹt xong rồi đang nướng cá, nướng ốc. Ốc nữa. Thấy không? Nước ốc này trong nhậu ba bàn. Bãi này bãi dương, toàn cái dương không. Củ này cũng củ phơi luôn. Rồi mọi người ly. Hồi đó em đâu biết đi bị dọc ra đây đâu. Đi từ Hàm Ninh á. Hàm Ninh xong có ngã tư Hàm Ninh tắt á, đi đường tắt á, chạy ánh chạy đâu gần 8-9 cây mới tới, còn đi đường này mẹ khó tới đó. Khó đi lắm. Mà khó đi lắm mà em đường. Đi từ á. Em đi tường á, nãy thằng gan mới gót này lấy em muốn tường đắt đỏ không à. Ở đó đâu biết đâu. Trời ơi là chạy đâu gần 8-9 cây mới tới đây chơi nha. Lúc xưa là biết anh đi sao không? Đi là chạy dọc vào biển đi không á. Đâu có được đi như bây giờ đâu. Ngon lắm. Hai con. Hai con. Con bên kia con. Bây giờ em gỡ con à. Cái dạng lưới thân của mình mà biết sao. Cùi làm lưới có phân à. Rồi đến cái giỏi cái đục thôi mà. Ừ. Dầm lưới được hai phân. Hai phân ăn chín có giỏi gì. Đâu. Lọt. Đút lút chứ. Hai phân lọt. Nãy nó chạy cái gàn thấy không. Chạy ra xong rồi gàn nó mới chụp làm dính của nó. Đây lọt hả. Ừ. Em chụp bắn lưới rồi. Không có lọt bay luôn. Đâu không.
người ta nếu người giống dạng răng người ta buôn bán, người ta làm lưới 2 phân, người ta buôn cái lớn người ta bán, còn mình chơi vui vẻ mình chơi lưới 1 phân gửi thật 1 phần 8 rồi, rồi là mình muốn vậy cái giỏi cái đó mình kiếm nó cũng lộn mắt rồi, cái này cái này được chơi nhìn đâu quá không cãi mé này bãi cái mé chúng cái mé thôi giờ cái mé thôi nó chịu rồi không thường nào được. Mình đang thử đây. Cái này nãy là chưa cái đó cái đuối nè phải cái én đó kìa, cái én là cái bỏ cái én cái nó bự hơn nhiều cá này ăn bỏ thương nó mở không mà trời cá nó mở ghê không cá là thịt chắc này không có bở lộn ra biết này thịt nó béo đúng không béo rồi thấy không ăn đi nướng mà con cá này hơi mỡ luôn á trời. Cá giỏi là cá cái mỏ dài dài nữa. Đây, cá nhồng mà cá nhồng nó chín nè. Cá nhồng nó thật chắc nha. Cá nhồng này mà phơi khô một cái thôi nha. Nhậu uống bia thì không có còn đường nào mà nói được nữa. Nó hay á. Cá nhồng mà xẻ phơi ngắn cũng được. Ăn dữ đã lắm. Đúng rồi, có đó tại sao người ta cứ kho lạc không? À đúng. Béo quá trời béo. Nướng cá. Ăn pháo à. Thôi thôi nó không. Không không còn để tả. Không phải cá nhồng nào đâu nha. Kìa, nó ăn cá giỏi à. Cá giỏi nó thơm dữ lắm mọi người ơi. Không thử miếng nè. Một cây rồi chậu. Một bụi luôn. Cá này bữa ta chanh ngon ghê luôn trời. Không ai ăn chơi ngồi ăn, ăn đã luôn. Không có bùi nữa nè. Có ba cục. Cái cục không ăn nữa. Cái gì? Còn mấy cục đó không ăn, em ăn mấy cục đó còn. Mặn đầu 4-5 cục rồi chứ. Cái này là cái giỏi trắng. Còn cá biển mình ăn cái gì cũng ngon lắm ha. Cái đồng ăn thì có cái hơi gông, hơi gông, hơi gông, hơi gúng ha. Ngon cái ngon, cái lạnh cũng ngon. Tại bước mặn nó nữa. Như cá này mình có mặn gì đâu á. Cá này ăn con dẹp ơi. Dao ơi. Nướng chín xong rồi hở mỏ nè, cậy ra vậy nè. Chà này uống hơi khét thằng Tường ơi. Mày cũng nhỏ thật sự nè. Chịn nó ngọt lắm đó. Người nó có thay luôn hả? Thằng Tường uống chơi anh. Uống một chút nữa. Anh giúp Tường uống. Ờ, nước khét. Nước khét quá à. Tường ơi, nước khét đi Tường ơi. Trời ơi, nước khét. Cái này á em thử được em ăn sống luôn chứ thiệt tình mình nó dính luôn chứ này ăn sống mà tại vì nó khó mỏ không được thôi á thử cái rau ngọt vô cái rau ngọt ghê luôn á thấy cái này mỏ mỏ được một cái mình thấy là